Ủa? Ê, chào tin nha. Má ơi, xem tí rồi bật lộn cái like rồi. Nhưng mà mình vô setup xong mà không lưu, xong mình bấm bật like à, phải chữ. Hên quá. Ai làm gì mặc quạo vậy? Không phải quạo, buồn ngủ á. Mặt tao buồn ngủ nó dễ mày ơi, mặt tao buồn ngủ quạo lắm. Tao cái mặt tao cái đó là nó có hai cái thời điểm là cực kỳ quạo. Một, buồn ngủ. Hai, đói. Đói, đói mà quạo dữ lắm. Còn mà quạo sương sương nữa là biết lúc nào không? Mới ngủ dậy. Đúng không, đúng không? Đúng không, mày thấy tao nói đúng không? À, con người mình có ba cái thời điểm mà nó mặt hơi bị quạo. Không ai làm gì cũng quạo luôn á. Em chào anh Khánh nha. Bộ đồ này full này. Đây là giờ ga quánh bị GF đàn áp quá cũng chán. Đẹp xóa đồ luôn nghỉ game. Ủa? Ủa số máu không hả? Bảo gì mắc ẻ. Ừ mày á, mày á, mày suy nghĩ mày sao mà suy nghĩ người ta vậy? Ẻ cái đầu mày chứ ẻ. Ừ, nay chuyển sang chuối rồi. Tụi ta phái chuối mà. Bình sinh bần tăng phái chuối. Thông cảm các con chiên, thông cảm. Tao khoái chuối được chưa? Để tao nhận cho. Để tao nhận, tao khoái tao nhận cho. Để mất công. Mày đặt cái nói chờ gư phái mày làm bộ thôi khỏi đi, tao nhận luôn cho, tao nhận hết cho. Mọi sai lầm đều là của em hết á. Chị bất cứ clip đó. Tôi hả? Clip gì ạ? Clip full HD hay gì? Trời ơi. Clip hay không? Hay tao mới coi nha. Tao không coi đâu. Ai chối gì chối gì mình sắp đi bộ à đi ra mình được được cái này được nha, hay nha, hay nha. Tao tao coi coi, tao coi xong tao tao ghi ắt sẵn cho. Ủa mất mẹ nó nhắn mẹ ơi, mất mẹ nó có tin nhắn rồi. Tao nghĩ đi, đang like coi clip, clip gì rảnh thì moi lại clip đi đưa tao tao coi cho. Mày cũng chịu khó đó, mày cũng chịu khó đó, kêu nó xong cái kêu nó xong cái nó vô nhắn tin chấm cái cho tin nhắn nó nổi lên, mày chịu khó thiệt luôn á ăn cái tao đá mày quá. Không tao đi kiếm đồ GF, tao làm xích GF, tao thấy mấy ông kia chơi GF đánh đau quá khó chịu quá. Con đi con đờ của mình đam thì to đó nhưng mà nó chỉ quật được mấy con kia thôi, nhưng mà bị nó không có ăn hiếp được con rể, nó chỉ ăn hiếp được mấy con kia thôi như ép này rồi DQ đồ đó mà gờ đó, chứ còn gặp rể là coi như nó tắt nắng tắt điện tắt hết diễn tắt. Thôi chắc là mình sẽ đi tìm một cái set rf để mình nâng lên mình chơi nha, rồi khi nào mà DL nó mạnh trở lại thì mình sẽ quay trở lại với con lộn con DL nó mạnh trở lại thì mình sẽ quay trở lại với con DL, chứ mình thấy nó yếu quá. Không phải nó yếu mà là tại vì là nó không có đánh được với RF, gặp RF đó quay đầu bỏ chạy đỡ. Bộ áo điện long nè, áo điện long HP. Ủa bây giờ RF là xài bộ gì ta? Không ý là RF bây giờ đồ của nó là đồ cấp 5, năm nâng cấp 6 hả? Vậy là phải nâng từ cái gì lên bạch hổ hả? Điện long lên bạch hổ đúng không? Điện long là sẽ cấp 4 đúng không? Thì mình sẽ nâng cái này lên, mình kiếm full bộ này xong mình mới nâng lên. Ủa ngon hả? Ê ngon nha. Ôi. Ôi ngon nha. Ê. Được. Cái gì chứ cái này tao chịu. U là trời. Cái gì đây?
Chấm hỏi. Chấm hỏi. Làm như game, game này game chơi game bộ. Chơi game hệ tâm linh hay gì vậy? Vừa mới nói giờ làm bộ RF ném hai món RF cho một cái gáo kiểm sát thương luôn à, ảo vãi chưởng à. Tại bà sao á? Cái em cầm đây là em gọi hết. Ừ, tao thấy mấy thằng nói như mày y chang. Nhiều thằng nói giống mày lắm mà vô BK bị quánh như con á. Tao cũng ráng tao chấm con mắt lên tao coi thử coi mày cầm con DL này mày gõ người ta như con là gõ như thế nào. Chờ đi. Mày chờ tao đi, tao làm xong set GF đi, tao đưa cho mày cái set DL này mày vô BK phụ tao. Rồi tao coi thử coi, tao cho mày mượn cái hạt của tao vô mày tao coi cho mày coi thử coi là mày vụt người ta như con là mày vụt như thế nào. Như thế nào gọi là ủa cái quần luôn. Ủa vậy thiếu cái tay nữa. Ủa là không tin nó thiếu cái tay nữa đủ rồi má, thiếu cái nón nữa đủ rồi, thiếu cái nón nữa, nón nó đâu. Ôi có áo ánh trăng cho anh nha, em cho anh thương nha. Áo ánh trăng hả? Ok tí nữa em ném qua ánh trăng em alo cho anh liền. Ủa có ta à, thì ta mới nói tao nó lộn. Nó lộn rồi mà. Nó lộn rồi mà thằng này nó hay mắc bẫy quá ta. Gì có trái chuối đúng ngoan. Gì? Ngao bị ngoan, ngoan bị ngáo hả? Phải trưởng thiệt. À, cái áo này cộng hưởng vô không ta? Gì? Có cộng hưởng không? Có cộng hưởng không? Ủa game này có cộng hưởng chưa? Ủa chưa mà mới xếp một ốp mà cũng hưởng què gì. Em mới mở được có 1 tháng à. Vậy là game đưa làm đúng lộ trình dữ ta. Chưa. Chưa mở. Vậy là làm sao giờ ta. Ở quần hắc dương kìa. Ê giờ làm sao ta. Giờ cái áo mà giảm sát thương không có lắc làm sao. Nà ní. Sao bà không chỉ nói mà gỡ mang nón luôn. Làm cho anh hai tôi win hai đi em gái nữa anh Khánh qua chưa sợ nó sao giờ kêu nữa. Nói chung là gì chứ em cũng không ngại đâu tại đồ của người ta chứ không phải đồ của em. Em đập cho có thằng bán dưới Á Lạnh không cái áo 150 á hả có quần vậy làm ông ngắn ông dài còn gì mấy chủ chú vẫn gì viên ngoan bằng nhựa hả anh coi cái video cũ của em anh thắc mắc tới cỡ mà anh phải vô livestream anh hỏi em cái chú này làm bằng cái gì mới chịu hả anh Tấn sao vậy anh Tấn mà anh tin Tấn hay anh tin Tân ủa không phải rồi bậy nữa ông tên là Phạm Tấn Anh anh ơi anh đấy nó là chuẩn như thế ế em chạy bích đú nha lâu quá mới gọi anh bích đú. Chưa cho cộng hưởng đâu hả? Tầm bên spoil sao mới cộng hưởng. Chào Phước nha em. Cô máu nốt hôm nay cô sao hả? Em nghĩ chắc còn cái nịt quá. Anh nói kỳ kỳ nó hỏi. Thôi đừng có giả bộ hết kỳ kỳ. Đừng có giả bộ hết kỳ kỳ. Phải muốn chết luôn á. Lấy thôi em tặng cho anh trái em còn đây mấy trái nè. Cái này là thật sự luôn là. Cái này thật sự là nó làm hình như bằng nhựa. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Đó là cái nhựa gì á. Không, nó rất là nhẹ anh Khánh ơi tí rồi. Cái này cái ớt này nó có cái cuốn. Cái cuốn này là gỉ ra được luôn hả? Hay là gỉ ra có bị hư không? Ủa không bị hư nha. À. Đấy rồi anh ơi. Cái trái. À em biết rồi, có nghĩa là cái trái này ở trong là mút. Cái trái này ở trong nó là mút nha, ở trong nó là mút. Ở trong nó là mút còn ở ngoài là nó tráng một cái lớp nhựa bên ngoài. Gái mày thôi tao mua 50 mấy ngàn một cái đó không có bẻ bẻ cái là không đồng luôn á ở trong nó là bằng mút rồi ở ngoài á là nó tráng nhựa nó tráng nhựa lên nó tráng một lớp nhựa lên ồ thì ra là vậy đó anh ơi nhờ anh hỏi mà em mới tìm tòi có nó làm bằng cái gì đeo cho lên cho nó thành mâm ngũ quả luôn mọi người ok em đặt rồi cái mâm ngũ quả là em đặt rồi vài bữa đó em đội cho anh em coi. Bảo AD bữa nay không lên nữa rồi chắc nghỉ em luôn nhé. Anh nói với AD đi không biết. Em sẽ giùm em có biết gì đâu. Không lên nghỉ em luôn hả? Cậu vừa đủ xài hả?
Không, tao không thích cầu vô đủ xài. Với cũng là mãng cầu, vú sữa, bốn trái dừa với đủ vậy, vậy mới đủ, vậy tao thích cúng gì đó. Ê, không phải Tết đâu, không phải Tết đâu, không phải Tết đâu mà ngồi đó mà không phải Tết đâu mà ngồi đó mà có suy nghĩ của cái mâm ngũ quả, suy nghĩ cái mâm ngũ quả coi ghi cái gì. Trời ơi, thôi thôi thôi, tập trung chuyên môn rồi mới chết. Hành tiêu ớt tỏi đi cho nó lạ. Hành tiêu ớt tỏi hả? Em xài cái phông xanh nên là em sẽ không có mua cái cộng hành được, mà em mua lỡ mua cộng hành rồi nhưng mà chắc ăn là em sẽ không có đội được, tại vì nó dính với cái phông xanh. Em đội cái cây hành lên là nó chỉ thấy được cái khúc màu trắng của cây hành thôi chứ còn lá hành là không có thấy. Chào cho em hết luôn, đi tắm rồi đi đám cưới. Ê, chị ổng đưa cho em xay xong rồi cái ổng đi đám cưới gì đám ơi tùm lum hết, ổng không không nhà coi online. Phải chủ nhìn Khánh. Anh Khánh thờ ơ vậy rồi sao nó lên nổi? Sao lên nổi được? Bữa nay không mò không biết gì luôn. Bữa nay bỏ vô đập luôn nè, anh Khánh chịu khó ngồi đi. Hành củ hành tím á hả? Hành tím không có bán. Hành tím đâu có bán anh ơi. Khổ vậy đó. Ta chứ không mò không biết luôn, quá mệt quá. Mò miết hoài mệt quá. Ê được một. Ê hai cái huy hiệu. Ê hai cái. Ủa hai cái huy hiệu luôn hả? Vừa tắm vừa coi like được luôn. Không hư điện thoại anh. Ê hai cái huy hiệu này luôn là sao giờ đổi thành, đổi thành cái Lâm Vũ nữa hả? Lâm Vũ em nghe nó lưu vọng quá. Quay huy hiệu luôn đi hả? Ok, vậy quay huy hiệu luôn chứ. Vậy cái gì căng lắm. Không, đừng đổi. Tính ra tao chưa có đổi gì luôn á, mày làm cái gì mà mày gấp dữ vậy tin? Nó làm cái gì mà nó chat cái kiểu cũng không kịp chat à? Không, đừng đổi. Ê, giờ sao với gì ta? Em có cái vũ khí đó mà xây với em bán đồ cấp thấp cũng được. Không ai dành nói với mày luôn. Thôi khiên khiên cùi lắm, khiên có nè, hỏi là khiên cùi lắm thật sự mà nói luôn, mà xây mà không cần vũ khí nó cũng lên nữa, mà nếu mà nó lên đó nha không cần vũ khí nó cũng lên nữa thật sự luôn. Ê khiên cái gì á? Ồ má nói khiên ra khiên tự luôn, lấy khiên tự sẽ win luôn á. Chúng sinh bình đẳng. Ây da. Đây đây. Gì đây? Dạ ba thật. Hôm nào bắp đi theo mình hay gì ta? Dám đi theo quá. Mày dám đi theo quá. Không dám đi bắp đi theo quá vậy? Cha đây. Ông chứ nghe bấm đi theo rồi chết rồi. Đề nghị ra đi tắt cái vụ đi theo này nghe. Ê. Cái kiếm điện đâu tao không biết luôn, ngoài tao dục cái kiếm điện mất tiêu luôn rồi. Y vậy luôn, tao tính nói hàng y vậy luôn á. Quay hiệu dễ đó hơn long hả? Biết luôn, không cần đồ ép vẫn xây được mà, thì xây được nhưng mà ý là sợ cái phần trăm nó hấp thôi. Bây giờ các cụ bàn làm sao mà cho em xây lên được cái win mà cho anh của em đi, mình bàn cho nó lên chứ mình đừng có bàn cho nó thiệt là được. Nó hên xui cả thôi, mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của admin hả? Mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của em, anh nói vậy là bậy rồi. Dạ sao cái gì đây? Anh Thương à? Anh Thương nhớ. Ồ! Đâu ra cái mũ vậy anh Thương? Trời ơi, đúng anh Thương, đúng tình Thương luôn á. Anh xứng đáng được thương. Là cho cái mũ. Cái mũ như sát thương luôn. Ngon. Đang đọc lên hai phát hả? Nói thì dễ lắm nhưng mà tới hồi xây tôi biết giờ xây sao nè, nghiên cứu đi quý vị ơi, nghiên cứu làm sao xây lên đi chứ. Xây hôm qua là nó xịt của anh Khánh hai cái rồi, bữa nay xịt hai cái cho ông khóc, ông nghỉ chơi cho em luôn tội nghiệp ông. Ủa lộn, tội nghiệp em chứ. Mất người chơi là tội nghiệp em chứ, lộn. Giờ sao ta, xây sao thầy, khổ thiệt chứ. Cái khiên quả long đâu mà lắc bốn miếng sát thương vậy trời,
Hồi nào trong cái thùng đồ của em có cái kim bảo lâm giống như sát thương vậy? Ô Phật. Sao sao ta? Căng dữ. Giờ giết bỏ luôn, bấm luôn thôi, bấm hai phát luôn chứ bây giờ khỏi mồi. Mồi nó cũng tạch nè. Tính ra em ném ra được hổm luôn ấy. Xịt xịt họ xây khiên luôn he. Gì cũng được. Kệ bà ta đi. Một cái khiên với một cái. Ê nói nghe chứ có cây gì, cây ảo ánh đao, cây cỡ ánh đao không? Thường xây bên mở ánh đao, có ai có ánh đao cho em cây cây. Mấy anh có like chat là em á, đừng chat trong game nha. Chat trong game em không có biết đang nói chuyện với ai đâu á. Rồi em không có trả lời cái kêu nhỏ này chảnh chảnh chè này nọ. Gặp là tôi tán rớt găng liền á. Tính tôi nóng lắm á. Canh cầu quốc thôi hả? Không. Sang hai cái vũ khí DL kìa. Một cái bánh đao ok mà, bánh đao được. Nhiều lúc á, nhiều lúc á em like cái nhiều anh chat trong game á, em không có biết đang nói chuyện với ai à. Em không có trả lời. Xong cái giỏi. Kêu rồi hả? Nó like gì mà mình nhắn tin trên nó, mình mình nhắn tin trong game trên nó mình nó không có trả tính ra mà chịu khó tương tác nói chuyện dễ thương mà ít người đăng ký nhỉ? Anh biết sao không? Tại cái game này không có người chơi, nó ít người chơi lắm, game này thuộc dạng game cổ quá. Nó bây giờ là dạng như là chỉ có thế hệ như 9 7x, 8x, 9x đồ chơi thôi. Còn mà cái xuống mà tầm 2k là đã khó rồi. 2k là cũng ít đó, hiếm á, 2k nó chơi được vài game là nó nghỉ rồi. Mà cái game này nói chung á, anh không nạp thì anh phải chịu khó anh cày. Mà anh không cày thì cũng phải chịu khó anh nạp. Mà nếu mà dạng bây giờ nó đâu có chơi game toàn giải trí không, đâu có chịu nạp đâu. Có hồi xưa mình mới nạp thôi, mình nạp vô mình làm cái hàng của mình ngon ngon, mình thể hiện cái vị thế của mình trong con game á thì nó khác. Còn bây giờ là toàn là chơi theo kiểu Liên Minh, PUBG, Free Fire này nọ các kiểu liên bưng đồ đó, chơi free ấy. Thường là nó chơi mấy game đấy, game này bây giờ ít lắm cho nên là nó ít người chơi. Mà nó ít người chơi ấy mà em like được như này là giỏi lắm rồi. Không, người lớn mê đồ cổ, trẻ con rồi mê đồ cổ. Trẻ con mê đồ cổ đâu. À, kênh này em cũng làm mỗi MU thôi. Tại vì nói ngay là MU nó đã muốn tương tác nó đã khó rồi, cho nên là mình sẽ chỉ làm game MU thôi, chứ mình sẽ không làm theo game khác ở trong cái kênh này. Như vậy thì nó sẽ bị flop kênh lắm. Em làm thì em cũng suy nghĩ cho kênh của em á. Có bây giờ nếu em like thì em sẽ like thêm nền tảng đảng khác, ví dụ như Facebook hay là tấp tấp nào like thì mấy cái đó thì ok. Vũ khí sâm hả, cũng được. Ok quay nha, họ tán dốc với anh em đủ rồi, quay nha anh Khánh. Ủa Ngọc em đâu hết vậy? Ủa B đâu hết vậy? Ủa hôm qua em say còn mà, đứa nào vô hàng em lấy vậy? Toàn 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 chơi vô lấy còn không 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 bê không chuột luôn, má ác thiệt chứ, đỉnh cô quá. Kệ anh em không chơi game, anh em vô lâu lâu anh em comment chơi vui cũng được, chơi nói chuyện tầm xàm. Em lái game này nó cũng nhàn lắm. Thì như mấy cái game, thí dụ như mấy game mà em nói mấy game giải trí đâu á, thì nhiều khi vô chơi tụi nó toàn cắm đầu vô, tụi nó bấm điện thoại tụi nó chơi không à. Hoặc là tụi nó chơi game tụi nó tập trung cao độ, sẽ không có tương tác với anh em. Chủ yếu là phải kỹ năng hay thì anh em mới ngồi coi thôi, đúng không? Đó. Còn như em thì rảnh rỗi mà, game rảnh rỗi mà. Chơi live game này hơi bị rảnh rỗi luôn á. Vô nói chuyện bao động tối ngày cũng được. Tại đâu có gì đâu mà làm. Chỉ có xíu DPK thì hơi á.
Thôi tập trung xíu thôi, chứ còn bây giờ đập đồ thì ngồi cứ vô tư. Anh em nói gì vui vui thì có cái gì nghe cũng được, tại em nhiều chuyện mà. Hết bê nãy mà nãy giờ cứ ồn ào hết cả em cũng đâu đỡ được, cha đầu lấy của em á chứ em có biết gì đâu, không đỡ được mọi người. Nó đá hồi nào cũng có hay. Bùa tay nha, tay nha, không khóc nha, xịt không khóc nha, xịt là không được khóc nha. Đây kỹ năng thượng thừa xà win 2 đây. Alo, 40%. Một cái. Ủa game dễ vậy? Ai game dễ hả? Bỏ vô quay lên luôn à? Đôi khi đang like hết tài nguyên cũng cay lắm chứ bộ. Ừ cay thiệt. Đang đang. Chấm hỏi. Gì đâu chấm hỏi. Game dễ mà, game dễ mà. Ừ. Chán tin vậy trời. Nhiều khi em say chắc tưởng admin búp không á. Để nhiều cái say lên ảo quá mà. Thì nó lên rồi chứ sao, thì nó lên rồi đó, lên cái rồi đó. Chờ em tí, để em múa múa vòng nữa cái em xây cho mọi người coi thêm cái nữa nha. Chờ em tí. Gì anh Khánh sao rồi khóc? Thì đúng rồi, tại hôm qua anh Khánh á, anh cứ bắt em quay lông vũ không à, bỏ hành thử ra nó vậy á. Sao nghe dễ vậy? Thì dễ mà. Game có khó mấy đâu mà anh em cứ làm như nó khó lắm. Anh gấu đi đâu đây? Hello anh gấu, mới xây được win 2 nè anh gấu ơi. Đẳng cấp chưa? Xúc động quá, xúc động. Xúc động. Động là sao nữa? Bây giờ mình sẽ giả bộ mình sẽ đi ném một hai cái bốc nha. Mình sẽ cho Robin nó biết là mà không phải mình ngồi nó mình xây hoài cho nó hút. Mình sẽ đi ném một cái boss vậy đó. Cho nó là lơ là cảnh giác đi. Nó không có cảnh giác mình nữa. Đó. Em giờ anh Tài vô chơi đi. Quay Long Vũ xem, xịt ngay vào luôn. Ừ. Ok, quay cái thứ hai nè. Thì nói chung thì chị dễ có em họ xịt luôn à, cái này thất bại mọi người hên quá, lên hai cái bảo đi mình búp chắc luôn. Không nhưng mà đợt trước em vừa mới quay lên hai cái liên tục. Ừ đợt trước em vừa mới quay lên hai cái liên tục luôn á. Sao thử mấy món phòng dụng em ốp với em nữa, cũng bên nam nữa. Anh Nam chơi á, anh Nam chơi đi. Em đang có dư một cái set loa phong nè, loa phong nó ngon hơn phong vũ. À, lắc 4 luôn. Cộng chín sẵn. Anh Nam lấy set đó chơi. Và set loa phong. Còn à, ví dụ như vô mà yếu quá thì anh tự bu win 2 thôi. Tại vì em đang dư một set loa phong. Gần như địa chủ được mùa. Chứ mấy món lôi phong thì nó yếu rồi, TPK bị người ta quấn chết cày á. À, lộn, phong vũ thì nó cấp 4, lôi phong nó cấp 5. Ừ nếu như anh thích nó hình nhân nó cấp 6 là quả hần luôn. OMG anh 3 cây cấp 5 đó thấy chưa. OMG dương nhiều lắm Nam ơi, nó đấm cho bầm mắt luôn á, thật luôn á. Em bao giờ hồi đó giờ em nhớ hình như anh chơi em chưa có, em chưa có kiểu mà múa qua múa lại luôn. Anh Nam chơi với em hai ba con chứ mà giờ còn hỏi thiệt luôn. Không không có thiệt đâu, giỡn á. Ai mà cho chơi game ai mà cho con ta kiếm cực chết cho gì. Anh nó chơi chứ vô chơi đi, em đưa cho vô bu lên chơi. Bây giờ nếu như mình lấy set đó về muốn chơi thì được á, thì mình sẽ nâng lên cấp 6 quả thần, mình nâng lên cái set đó trước. Nâng thì dễ mà, có ngọc tiến cấp trong này nè, 500k viên với ngọc rác thôi, cục rác thì cũng không có nhiêu tiền hết hà.
Tao mời mình ăn mà gờ nó chỉ có 4 món thôi. Cọc rác thì em nhiều, em chỉ có dùm cho anh mấy chục viên nâng mấy hồi. Nhưng mà anh chỉ cần mua cái viên kia thôi. Còn thì chơi với em sướng mà. Được cái em dư dư là em cho. Với em nâng 4 món kia lên thôi. Tại vì mà gờ có 4 món. Nâng 4 món kia cười, cười như được mùa. Anh Nam mới là người cười như được mùa. Nâng 4 cái món kia lên thành quả hần. Xong đập lên 11, đập lên 11 cũng dễ. Anh đập không được đem đập cho. Em đập 11 bao lên. Cái vậy thôi chứ qua giờ cũng xịt nhiều lắm. Em gái vậy thôi chứ. Em đang xịt 6 phát tức không nâng nữa hả? Nâng, anh nâng xong mà xịt 6 phát với vợ. Là với cái Win 2 nó là ok anh em. Chỉ vậy thôi á. Vợ chơi là vô chỉ có nhiêu đó thôi đó. Không còn gì nhiều hết. Ít nhất là em sẽ để cho anh em có cái để anh em làm. Với lại cũng không dư giả gì mà hỗ trợ một bộ đồ full. Chỉ là có ADL của em dư. Tới đó em đi BK thì sẽ cần có người vô phụ. Tại vì giờ rảnh cái ad của mình mà. Ví dụ em đưa cho An hai đó vô BK phụ em tí rồi nó trả lại cho em để em có like thôi chứ không phải cho ad nữa. Nói chung cái gì ra cái đó mình livestream cái gì ra cái đó mọi người. Ồ ok anh trai. Thì chơi mà nhắn tin cho em. Có Facebook em lo gì không biết nữa. Ủa chứ. Em nghiền. Bữa nhắn tin em mà em bệnh em không có trả lời. Cái kiểu hắn giỏi sao. Giỏi. Thôi nhắn tin không có trả lời. Nhớ là cô mắc cười. Chắc là cô mắc cười. Ê, nhưng mà tính ra em cũng ác. Thí dụ gặp người ta hen. Cái người ta kêu ừ thôi em vậy vậy á. Rồi thôi có gì đừng giận em. Chơi game đi không em không kêu luôn. Em không có kêu luôn. Em kêu là ok anh vậy thôi. Chừng nào chơi vậy thì nhắn tin cho em. Tính ra em cũng ác. Em thấy em ác thiệt. Gì dễ tính mà chỉ mỗi nóng tính với võ công cà không. Cái đó là với mấy ông nói chuyện vô duyên thôi. Em thì bình thường lắm nhưng có mấy ông nói chuyện trụ có nhiều người nói chuyện không có lọt cái lỗ tai được luôn á. Thì người ta nói là lời nó không mất tiền môn mấy ông nói chuyện không nghe được. Nói chuyện vô duyên á. Không nghe được. Nó bực thôi. À, mà cũng không đúng nữa. Là mấy ông đụng tới anh em chửi anh em kìa. Em mới bực chứ còn đó gì em bình thường tại em live stream mà. Chắc có hồi nào mà giỏi tại anh cài gì xét với Master. Thì em ghẹo anh mà. Thì anh vô sao kêu admin kích giùm cái gì sẽ chí master free mà lo cái gì admin kích kích giùm cũng đâu có ảnh hưởng gì tới game của người ta đâu. Ừ giống như hỗ trợ anh vô sao thôi thì có gì làm cái hạt đi đưa em kêu admin kích giùm cho vô đi bega cho sướng game giỏi dở. Em ghẹo không biết chứ giỏi gì ảnh lớn lắm rồi. Anh Nam là anh ở bên Nhật. Giờ giấc của anh cũng không có giống bên mình mấy. Cũng cũng na ná thôi. Gần thôi. Nhưng mà kiểu anh em chơi game á là anh em hay ngại lắm, kêu vô Discord không bao giờ vô. Tội chơi mình không à. Khổ vậy đó. Người ta tạo Discord đi anh em. Ta tải Discord đi anh vô Discord á. Ví dụ như em rút không phải lúc nào em cũng rảnh. Ví dụ như em không rảnh đi cái anh em không biết gì á. Anh em trong Discord nó chỉ cho. Tại bên này anh em bên Discord còn mấy người dễ thương không à. Hiền khô à. Mấy ông không có kiểu mà nói chuyện du duyên này nọ đâu. Yên tâm. Bên Google em tuyển là toàn mấy anh dễ thương lịch sự dễ mến. Tại không cùng giờ hả. Bên anh hình như hơn bên em có 2 tiếng đúng không. Nãy giờ mới để ý cái phông video để là ngoan chú. Thì em để ngoài đó là vậy đó. Tại anh đó, tại anh cứ 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 kêu ngoan chú thì hôm ghi đạn ngoan chú luôn cho anh vừa lòng hả dạ anh chứ sao. Giống như anh thương nè. Ô Phật. Giống như anh thương à. U là trời anh thương ơi là anh thương. Thương giết em thương ơi. Bây giờ anh chuẩn bị đi ngủ thì mọi người mới chơi. À anh ngủ sớm. À thì ra là anh ngủ sớm. Hiểu rồi.
mà cũng có sao đâu. Lúc anh chơi thì mọi người đang làm. Đâu, buổi sáng là tụi em vẫn on nha. Bắt đầu từ trưa trưa tầm 10 giờ bắt đầu là mọi người on nữa, on tới chiều luôn á. Nói chung không được đông nhưng mà vẫn rải rác hai ba anh em, hai ba anh em cho biết cọt tới tối mà mới on on đông. Là máy là mình làm gì? Trời ơi. Mọi người ơi, trong sáng lên đầu óc đừng có đen tối như vậy, mình trong sáng được không? Trong sáng lên. Bữa nay anh không on nữa hả? Ồ. Vậy đó là sao nữa? Còn Nam vậy đó là sao nữa? Đó ông kia ông hỏi làm ấy làm gì anh còn vậy đó nữa. Chấm hỏi. Cái gì đó? Cái gì vậy mọi người? U là trời. Ê. Nãy giờ là mình được mấy món rồi ta, anh thương cho một cái nón nè. Anh thương cho một cái nón nhiễm sát thương, một cái áo nhiễm sát thương. Em mới ném ra. Mình có thêm một chân và một cái quần. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm mấy cái đồ giảm sát thương thôi. Còn bộ đồ 5 thì không cần mấy. Giờ chú xài 5 đâu. Cái gì nữa ta? 5 đấm. Và 5 đấm. 5 đấm mới ok. 5 đấm thì phải là dùng cấp 10 mới ngon. Cái gì? Tin cái quên không cho nghỉ game. Ừ. Cái chuối bán gì bà ngoan? Cái chuối mọi người tự đi mua nhé. Em không có phải nhà shop second hand đâu mà cứ cái chuối bán nhiều cái gì cũng đòi mua nè. Hiếu cặp vuốt hả? Ừ hiếu cặp vuốt nữa. Ý nhưng mà cái quần với cái chân này, cái quần với cái chân này lắc năm mà không ngon đâu. Đấm hai nha, đấm đấm mười không ngon hả? Qua cà nay chuối, buổi trước chuối rồi hôm qua là cà, bữa nay chuối. Nhưng mà em thích chuối hơn. Từ đây sắp tới là nhiều khi anh em sẽ thấy chuối được nhiều hơn á. Hết gì máng đó. Ủa sao mình mà làm livestream mà anh em. Mình có thích cái gì mình làm cái đó thôi. Chứ vui vẻ là được rồi. Gì đâu em đâu có sợ nói gì đâu. Mình thích là được, cứ mình thích là được. Quý. Ủa hát dung muốn sát thương kìa. Ui. Cái quần dễ sát thương nãy đâu ta? Nè hai món số thua luôn, tính ra bên này ném đồ dễ vậy. Ừ mà anh em fan quên nữa, hôm bữa tự nhiên anh kêu em là mà game mày bịp. Tự nhiên anh kêu gì game bịp quá em ơi. Trên nguyên ngày không có cướp được viên bơ viên sụt nào mà anh trên sao vậy. Hôm anh cài lúc nào vậy? Tại vì nhá em kể anh nghe, anh cấm cả cái tuần đầu tiên luôn, anh cấm cả tuần đầu tiên. Anh có bất tích vô nhận ngọc không vậy chứ? Đang trên là chưa yêu luôn nè, anh hỏi thử đi anh em chơi game này không đó, anh hỏi thử coi là mấy cái ngày đầu tiên có mấy cái ông kia ổng vô ổng ổng trend nha, mà anh trend mấy ạt. Anh trend một ạt thì được viên đúng rồi. Ừ nó thấy chưa, thằng An nó còn nói một tuần đầu nó rơi như mưa, cắm sờ ba mới rơi ngọc đó. Anh em nó nói vậy là chắc ăn là có rơi ngọc đó, mà rơi nhiều lắm tới cỡ mà đầu game mới có mấy cái ông kia ổng vô ổng trend, tại vì người ta trend nhiều ạt á anh, nó bán gần 10 triệu tiền tiền ngọc xong anime mới fix lời đó. Fix lợi ít ý là fix lợi bây giờ vẫn rơi ấy. Ừ rơi nhiều quá nát game, tại vì anh nghĩ đi, anh suy nghĩ nha, một cái ạc của anh mà chỉ cần anh treo một chút xíu thôi mà nó ra được có hả là tầm một chục viên đi, một ngày một chục viên đi, thì anh nghĩ có những người mà người ta treo có những người mà người ta treo một ngày là tầm 100 ạc đi, ví dụ tiệm net này nọ sao họ treo đó, hoặc là dạng như họ phát EB họ treo hay cái gì đó. Bây giờ một ngày người ta treo một một 10 ạc thôi, mà một ạc là 10 viên thì nó chạy như nó 100 viên, mà ngày tuần đầu tiên á, cái server này á ngọc nó rất là có giá luôn đó, thành thử ra cho nên là trend ra nhiều quá là đi mình viết lại viết là bớt, mà anh kêu tuần đầu anh trend không có là coi như bị ảo ảo sao á nha, em không hiểu luôn á. Chứ ở đây anh em ta coi live em nè là toàn chơi game này không á, anh em nó nói quá trời
Thậm chí có đứa nó còn chụp hình nó gửi lên trên cái nhóm mụ này nè. Admin thấy mới tá quả xong rồi mới viết lại luôn á. Nghĩ sao một thùng ngọc gì nè, full hết luôn. Em nghĩ là chạy như là cũng phải 100, một lần như 100, 100 đến 100 mấy á. Tất cả các loại ngọc luôn á. Tất cả các map nó đều đều treo để cho trend cho rớt á. Chắc vô nhân phẩm quá. Ừ sao á, à, sao á. Tất cả mà em nãy em lúc lúc mà anh nói xong cái bữa đó, cái cùng cái bữa mà anh nói với em đó, là cái bữa đó là em vừa mới tắt máy mà cái lúc mà em đem ba cái của em á đi treo á, là vừa mới bấm treo cái thôi, vừa mới bấm home cái thôi, vừa mới set up treo cái thôi là nó đã rớt ra hai viên trao, một viên gre mới cắm thức thì luôn, mà anh kêu gớ có một viên, em không hiểu kiểu gì đúng á anh em, khó hiểu lắm á, cái đó khó hiểu thiệt luôn á. Chờ lần cái quỳnh đi, chắc cho nhân phẩm thiệt cơ quá, nhưng mà có rớt đúng không, mà ít chứ là do ẹt của anh sao quá. Chứ người ta che quá trời luôn, gì có mấy viên. Ừ mà anh thương thiếu cái áo ánh trăng hả ta, qua giờ có anh thương kêu cái áo ánh trăng mà không có thằng nào bán luôn hết, anh thương giờ sĩ lắp bốn giảm nè, không sao anh chơi vui thôi. Ý là em giải thích cho anh hiểu là nó có rớt thiệt chứ không phải cái game nó bịp. Anh kêu game bịp rồi em ơi. Em nghe em mắc cười. Cái gì bịp cái gì? Trời ơi nó rớt cỡ đó mà bịp chết luôn á. Rớt cỡ đó mà bịp gì nữa. Nhiều lắm rồi, em thấy nó rớt nhiều tới cỡ mà còn phải kêu admin coi chat lại coi coi biết bớt ra đời nữa. Rớt nhiều quá. Quá nhiều rồi. Đi Tin ơi. Ước gì quan tặng cái win 2 Omo để lên ma lót chấm hỏi. Tin ơi. Ừ. Fit 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 là bớt rồi đó. Fit là bớt, không không fit là nát game luôn á. Nó đập tới đâu, đập đồ tới đâu luôn ấy. Em qua em lấy giùm chị mấy cái này, em đi ép đá giùm chị coi tin. Em đi ép đá giùm chị coi, chị đi xây win coi. Tại tính đi ép đá mà cũng làm biếng quá mày ơi. Dạo này tao làm biếng đột xuất. Kiểu sao á, kiểu bị làm biếng á, nó tính lại là làm biếng á. Qua qua đi ép đá đi làm biếng quá mà. Rồi xuất thương nhiều. Có gì anh em chơi tạo cái hạt đi rồi kêu em nha, kêu em đưa cái gửi em cái hạt đi, em gửi em cái ID ấy, kêu qua đây đi đâu á hả? Đi ơi hơi mệt. Chán thiệt chứ, đặt tên nghe cũng thấy chán nữa. Đổi Lâm Vũ đi em, quay Win MG bán anh có giả kim được á anh Thương. Chứ Long Vũ khó xây quá à. Không mấy mình chịu khó mình giả kim 500k đi, 500k đúc coi đi. Giả kim có 500k đúc coi à. Thì mấy mình chịu khó giả kim đi mọi người. Chứ vậy mà có win xài. Còn mà xây Long Vũ khó lên quá, xây nhiều quá em sợ xịt đó anh Thương. Sợ nó xịt nhiều quá, không lên. Còn không có win xài luôn quá chứ. Để dành mua cộng hưởng. Mấy cái mana này thì ép hết đi. Nè nè, này đâu có xài đâu, riêng nữa, ồ nắm nắm cùi nữa, ok, rồi nhiêu đây nó được, em dục thêm nhiêu đây nữa được rồi, còn không để đứng mỏi chân của bà già, để đứng mày cũng mỏi chân nữa. Đừng có tí có mỗi chân nữa còn đây nè. Mai mốt nó thì nào cái YouTube này nó có cái vụ mà mình livestream mà đăng ký bấm vô tham gia livestream chung được ta, là mình livestream lên hết cái màn hình của mình, bao nhiêu người tham gia là mình hiện lên hết á cho nó hấp dẫn. Ê còn là tí đấy, còn nè. Cho anh em vô anh em like chung với em chứ em like mình cũng buồn.
Bấm vô đăng ký like cho anh em like chung. Như là được rồi. Một cái áo màu nữa nè. Rồi giờ xây quân với gì trời? Chứ không biết xây quân với cái gì cho nó lên luôn á. Giờ xây với gì mới đi? Ừ mạnh thương chờ đi, để em xây ra quân, em giả kim thành quân mà gọi em bán cho anh luôn. Ok không? Vậy đi cho nó tiện. Nhưng mà nếu mà em xây lên nha, còn xây xịt thì cái đường đó em chưa có tính tới. Tay Win 2 cần gì vũ khí? Đập Win 1 lên up 16. Đập Win 1 lên up 16 hả? Ok. Anh kia đập Win 1 lên up 16. Thôi cũng gán đập. Ủa mà này Win F mà up 16 gì? Giờ đập lên up 4 được rồi. Ở đây tại đâu ép mà. Để up 5, cho 5 luôn á. Em đập lên cho 5 luôn. Một cái 5 rồi nè. Like thì nhiều đó mà đập không có lên. Ai anh Nam nào, Nam nào đi tàu ạt rồi chắc. Chỉ có thể đi tàu ạt thôi, im hơi lặng tiếng tới cỡ đó thôi. Tàu ạt gửi em cái ạt đi rồi cười. Anh kêu đây cứ reset với Master lên cho anh chơi. Nữa đó. Mà làm gì đâu. Trời trời chuẩn bị sẽ win nè. Ờ. Khó vuốt cũng được nữa, khó vuốt cũng được nữa. Tại thường đập win cũng đã không cần rồi, tại chỉ bỏ tim thôi cho vui thôi chứ. Cô đá tiến cấp thì nó anh nha. Ok anh thương. Nó ảnh đi anh bán rẻ cho. Ờ để có gì em kêu anh. Chưa. Sang nhát luôn. Thế em đập win dễ không? Anh gấu. Anh Thương ơi. Thôi có nhắn tin cho anh Trung đi. Lại gáy. Ờ. Em phải gáy vậy mới được chứ. Mấy xào đồ ăn ngon á. Thì ngon mà. Tao có nói dở một giờ đâu mà.
À, là cái Win 4 là cái. Để không biết chứ quên. Cái sau chắc tàng hình nữa. Hên xui. Nó hay tạch cái sao á. Ừ, nó hay tạch cái sao lắm. Giờ mình có gì xây Win 1 không ta? Xây bà nó cái Win 1 màu này ấy. Được. Nhưng Nam Vũ hôm qua không có lên. Vũ hôm qua nó có lên méo đâu mà. Hôm qua xịt hết hai cái. Đổ hôm công xịt lắm. Bà đi. Mua map cái. Sorry. Chuẩn bị đi support à. Qua Thái Lan tập trung kìa anh em ơi. Quay dễ đúng không? Nó quay dễ mà. Em nói dễ mà anh em cãi em hoài à. Tại em nói là em biết cách quay win mà anh em giỡn hoài. Biết cách sao qua xịt. Đôi khi nó cũng nhầm lẫn hoặc là sai số chứ. Ai em cho anh trái chuối. Trái chuối của người ta xin hoài à. Ghiền. Thấy chuối phái. Xin. Ngày lên hai cái win là được. Ngày lên hai cái win là được rồi. Đâu cần chi lên chi nhiều đúng không. Hai cái là đủ xài rồi. Đi bot mọi người ơi. Đi bot. Người ta có trái chuối cái mời. Cái xin hoài nha. Phái ơi. Phái ơi. Phái trái chuối của người ta ơi. Dĩa yeah. Nói anh em xem Vinh khó khăn quá. Em thấy cũng tội. Nhờ. Thôi đi ăn chậm. Ít nhà em ăn chậm. Giờ anh phải kiếm Vinh 2 lên Malot đây. Thôi anh Gấu xây được cái Vinh lên Malot chứ. Hình như phải không ta. Mẹ gây quá. Ủa xây lên có quyền ấy chứ. Em giỡn hoài. Ủa mana hả? Vậy bữa nào ông đồn anh xây lên Malot vậy trời. Ác ôn mà. Mua lên lắc hả? Ờ. Ra là gì? Tưởng gì? Tưởng gì anh em kêu xây Win 2. Mốt kêu sẽ gì khó khó. Mốt kêu sẽ gì khó khó hơn được không? Xây Win 2, báo Win 2 dễ muốn chết. Vậy mà xây xịt tới xịt lui. Anh thương ha. Anh thương. Quay thử cái Win 1 đi em. Giờ này anh em còn kêu Win 1. Em xây tới Win 2 luôn anh em còn kêu xây Win 1. Trời ơi kinh tế nó đi lên chứ nó có hụt lùi đâu anh em ơi. U là trời. Ôi. Em để dành tài nguyên xây Win 2 vậy xây Win 1 chết em luôn. Đi bê ga nè. Giờ này là đi bk. Bây giờ em lai em không có vô đít cọt. Nhưng mà ví dụ như anh Nam chơi vô đít cọt có sẽ có cái đít cọt vô đi bk giờ này nè. Giờ này anh Nam còn thức mà. Là đi bk vừa bác luôn còn gì nữa. Tại vì đi hai cái sự kiện xong 10 giờ anh đi ngủ thì vừa bác luôn. Vừa y luôn. Ủa ăn đâu ta. Đi chị Liên Minh hay gì vậy? Thằng đó chùm chơi liên minh luôn á. Dạm qua nè. Không ý quá là bỏ lấy búp bây giờ lấy búp lệnh nè. Tao bạn kiếm. Thì tao thích kiếm vậy được không. Đây là master. Đây là master. Master. Dinh dinh.
Dinh Gabel gì đập vô 10 giờ Việt Nam là 12 giờ bên này á. Biết rồi, biết rồi. Lộn, em nhầm, sorry anh trai, em nhầm. Vậy là bây giờ 9 giờ là bên 11 giờ rồi. À, anh là người ta online đấy. Ủa bữa nay anh không, à anh phải Vũng không? Phải Vũng Tiểu Điền. Tiểu Điền, em kiếm bằng Tiểu Điền không à, Tiểu Điền. Đập vô 5M để xem bên ba. Bài không còn gì. Tao, ai? Anh đó hả? Không, bạn anh mà. Vậy hả? Ủa, màn Vũng nó là cháu anh thiệt luôn hả anh Ngọc? Tao nhìn, sao nghe giọng nó già quá. Biết nó có like em không? Nhiều khi nó có like mà không bình luận. Lỡ mà nghe em chơi già già, mốt nó không chơi với em nữa. Cháu anh mà, cháu anh hả? 2K hả? Bữa nói 2K. Còn lâu mà, 26 giây lận. Ghét, đè bạc luôn. Anh chơi tao không chơi, anh chơi với em luôn không chơi. Chơi tao á. Cho xịt đi, quay cho xịt đi. Cái gì vậy chạy? Cái gì vậy? Nam mô. Chưa, mình chưa biết gì mọi người ơi, mình chưa biết. Chưa, không được. Giờ quánh, để kiếm kiếm góc quánh mới được. Đó, con sâm nó hút quá rồi. Lại đi mọi người ơi, lại đi. Ở đứng dưới đó nó chờ sẵn, mốt mình đứng dưới đó mình chờ sẵn nó chứ đừng bay kiểu vậy. Xuống là mình hiện ra trước, nó thấy mình trước nhưng mà mình chưa thấy nó là gì quýnh. Kẹp en hả? Kẹp en nó bị lắc không ta? Em sợ kẹp en bị lắc. Yeah, không được. Vô trên bot cũng được. Server này giấy nghiệm em chơi. Sao không? Em yếu xìu à. Kẹp en chỉ chuột thôi. Ừ, em kẹp en là đó, anh kêu em kẹp en đó, đồ cái gì nữa. Quên. Sao bữa nay anh có không ngon hả? Sao ạ? Ồ máu đi là tệ thiệt chứ. Nhưng mà không cộng đủ điểm thì quánh không được nè. Khổ. Ở mình ăn con này đi, con heo min nè. Ăn này được không? Ồ mạnh hả? Má ơi, nó bị lắc, má ơi, bị lắc à. Lâu quá không nghe tiếng của mạnh, nhớ mạnh ghê vậy đó. Bữa nào mà mò bên chửi nó mới được. Ủa đi làm hả? Đi làm hả? Ồ trời ơi, anh Lâm con bên mình mà hồi nãy nó bị lắc mà nó. Ủa trời ơi, anh Lâm con tên nghe quen quá, không biết bên ai phải chủ. Nó lắc trắng trắng gì khó đánh ha, mình phải nhìn cái tên nữa ha, phải nhìn cái tên nữa. Ồ cái khỏe chứ bộ, con tính đây con đi lò này khỏe chứ bộ. Đau quá, con ép được đau quá. Mình hạ xuống là nó bị lát hả? Đi hơi lố tí chứ bèo luôn à.
Quấn đau quá. Boss nè, em đang đi boss, đang muốn đi boss nè. Nhìn bạn anh đánh mọi người chán à. Nhờ em mới biết đánh mọi người hay chứ bộ. Giờ em like lên em mới thấy á. Từ 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 từ, đang PK, đang PK từ. Quá rồi ta. Không, em vượt ngoài anh đi. Đi theo chân boss gặp GF nó đá cái hoặc là để quy thả băng cái có chịu lắm. Em đi ngoài cho. Solo vẫn khỏe mà. Tôi kiếm mấy con Dewey với F mình cứ đam thôi. Tại vì nó ăn hiếp được con nào thì quánh con đó thôi. Chứ gặp GF khó chịu lắm. Em đi ngoài à, em ra ngoài à. Chó khỏi vô trong. Tại vì nó vô trong nó đông á, nó dồn đam anh em mình đau. Quýnh sao được quýnh. Miễn là giết được người được rồi. Còn như chân boss chết không. Quan trọng là boss bên này nó tele. Bởi vì boss bên này nó không tele là em chui vô rồi. Nó cứ tele hoài khó chịu lắm. Ủa lắc kìa anh Ngấu ơi, lắc kìa. Lắc kìa. Ôi. Lắc hả? Ủa lắc kìa. Chịu lắc luôn á. Con bóp mình đánh tele. Con bóp mình đánh tele, khó chịu lắm. Bởi vì nó không tele dễ rồi. Tele suốt mà thu à. Gặp máu em giấy nữa, anh thấy máu đi. Có chưa tới 50k nữa. Quánh khó chịu thôi. Ồ ok Nam nha. Ê, Nam nào chơi á nhắn cái ạc cho em nha. Ờ nhắn cái ID á. Lộn cái nhắn cái ạc làm cái gì. ID ID ID. Không đi vô chân boss được. Bình thường đi lắc chân boss sao nó không lắc nè. Khó chịu dữ rồi ta. Gì đâu mọi người đâu, tôi thấy cái màu trắng không vậy chàng ơi.
chuyển mà gờ đánh ngoan. Ô em tính chuyển gf mà đá cho nó vui mà gờ châu không anh, gờ châu thì chuyển bánh còn gì cho nó châu châu thế. Không đi ca cũng được, em chuyển sang đi ca cũng ok á, quá đông rồi. Rồi đam to rồi. Tao biết ngay bên nó ăn quả chữ. Đâu có thể vậy được hay à. Thôi em chuyển mà em làm thêm một con chứ không chuyển. Em làm thêm một con gửi em chơi. Chuyển chuyển chi họ mất công thèm DL quánh không có ạt cũng vậy à, để cái ạt DL ở đây. Giờ này là 9 giờ. Ừ. Là Nam đi ngủ. Là anh ngủ là lúc 11 giờ là anh đi ngủ rồi, chắc anh làm sớm. Ba mua cái bóp chưa anh em? Ôi ôi không chơi, không chơi MG đâu, đừng có dụng người ta. Nó coi giờ tới sự kiện gì nữa ta, còn cái bot collab nè. Ủa nhìn em giống nhà sưu tầm Win 2 quá vậy ta. Hộp đồ em như Win 2 quá vậy. Người ta tay xịt mình sẽ lên không nó vậy á. Ê, nhưng không thể nào phủ nhận được cái chiêu cộng 16 ốp của anh Gấu nha. Đúng là ốp càng cao phần trăm nó càng nhiều. Chuẩn chuẩn, cái này là đã kiểm nghiệm. Ba đập nãy là đã kiểm nghiệm rồi. Tại vì thường em sẽ đập cái thứ nhất nó lên, cái thứ hai nó sẽ xịt. Cũng cùng một cách đập đó nhưng cái thứ nhất nó lên, cái thứ hai nó lại xịt. Thì chắc ăn do phần trăm hô hấp. Mà 16 thì là hai cái đều lên. Cộng 16 up thì hai cái nó đều lên. Ok. Ổn á, ổn áp á. Cứ về phát huy thôi. Hay anh Gấu. Vỗ tay. Thôi đi ném bóp tiếp kiếm đồ. Ồ bữa nay làm gì ném đồ với sát thương không vậy chàng? À hát dương lắc cũng giảm rồi nè, quân bà nó là set DL luôn còn gì nữa. Ừ tại vì nếu như mà đồ nó khó, đồ á ném trong bóp nó khó ra quá thì nhà dân cày người ta cày bê sụt xong người ta không có bán được, tại vì có gì đâu đập, chỉnh tỷ lệ dễ tí nên cho có đồ đâu người ta, ta đập chứ cũng đúng mà. Gom gom cho anh xếp DK 4 đi ngoan, gom anh làm như cũ của nhà anh ta với cái gom vô vô gom ăn dễ lắm, có admin hết á. Dễ lắm. CDK 4 giảm là con gì mới được chứ.
Xích gì mới được chứ. Để anh đổi xích MG lại cho em. Em có chơi MG đâu. Nên người ta nói không chơi MG mà cứ đổi MG. Ví dụ như ê, anh xin thì có, em ném ra có, em cho anh. Em đâu có lấy MG làm cái gì. Khổ quá đi. Em có chơi MG. Em làm con người ép em đi đá lộn chơi. Giờ này nghiện đá banh. Không đá banh được ngoài, mình đá trong game. Đồng đen á. Đen hả? Ghê. Để cầm đen có không cho. Có không hú. MG gặp tôi là không chơi được đâu. Nãy nãy em cầm tôi là không vụt. Vụt con MG có quánh được em đâu. Tại không chết nữa. MG bên này yếu. Không, không phải yếu, chơi được thôi chứ không yếu. Này khắc là khó chịu quá. Nó giống như là con DL mà nó gặp con người ép vậy đó. Thì MG gặp con DL cũng y vậy. MG nó phải có sói vậy. Vậy chờ tới sức có sói thôi. Vậy anh chờ có sói đi anh chơi. Đổi chi cho uống gì vậy. Long. Ê, cái game này làm như game tâm linh hay sao á. Hả nói cần đồ GF á, thì ném đồ GF không. Mà giờ anh nói DK chi mà giờ ném toàn đồ DK cầm đen không. Nè. Đó, mấy món luôn. Phải chưởng á. Game mà cũng cũng nghe hiểu tiếng ngừng đó má. Game có chức năng nghe trộm mà. Mày nhớ cái khuôn nước đá không em? Mày nhớ cái vụ cái khuôn nước đá không em? Nó đó. Tao cũng nghi nghi á. Tao nghi nghi nó luôn á. Ngoại cái trưởng. Tin ơi. Tin. Tin ơi. Đến đâu ta? Chắc đâu có quên nữa quá. Thằng nó hơi ngủ lắm. Chơi hở nó ngủ mà. Nghe ôi nghe. Nghe hả? À? Vô đi ép thì mớ đá đi. Chơi hở đi ngủ à. Chơi hở cũng quên á. Chùm. Ú. Đâu ra mấy món gì? Đá hả? À? Đâu dịch đi. Bởi vậy để ba tờ lấy một cùng hưởng ủa em đưa cái này gửi cho ai hay giữ cho ai vậy tin để anh kêu bạn anh Phi qua giữ cái gì. Tín được cho em đồ DK mà nó có nói cho ai đâu. Ai dùng thì cho hả? À. Ờ vậy anh có xin cho nè. Qua đây qua đây qua đây. Tại không biết nó cho ai thôi. Không biết là nó có giữ cho ai không á. Không dám cho. Sợ cho nó đòi kiếm đâu ra đền cho nó. Kìa nó cho kìa. Vậy thì qua lấy đi anh. Bạn đâu? Kiếm qua lấy đi nè. Vậy là còn thiếu áo mũ dí tai bốn giảm ba món nữa ba món nữa. Ồ cá quả long hả nâng cấp này là cấp 4 nâng lên cấp 5 được không. Cái áo lắc 4 luôn là anh gấu rồi ngon quá vậy. Quần ánh trăng áo áo quả lòng lắc 4 số thương ngon chứ vậy. Áo này mà áo cộng đen nữa tớ một chuyện thiệt chứ đúng là fit lại có khác ném ra đồ giảm sát thương nhiều. Mai lấy ra ngoài hắn đi rồi mai lấy hả. Ủa ok giờ đem cất vô trong hòm nhưng mà sang ngày hôm sau thì không biết còn hay không. Như ngọc của em vẫn còn mất á, thì anh hiểu đi. Ngọc em mà nó còn mất á anh gấu. Khổ.
tính là say huynh tao nói hào hứng lắm, bàn đủ thứ hết đấy, vô không cột viên ngọc nào. Anh em làm chán giá thiệt. Ủa vậy anh có lấy cái áo quả long không anh Gấu? Anh có lấy cái áo quả long luôn không? Lấy bà đi, có tiến cấp được không ta? Có xài đã tiến cấp được không ta? Nâng mẹ lên luôn đi chứ giờ kiếm áo lắp mấy số tường này chừng nào có. Đồ cấp 4 lên cấp 6 tốn lắm. Tốn gì? Hình như đập chính là lên mà, phải không? Đúng không? Em thấy nâng, em nâng có xịt bạ nó hồi nào đâu. Nâng phát một lên full bộ luôn. Xịt cái 6 lần chứ mấy. 6 lần chứ nhiều. Không có nhiều. Đập chính lên cấp 5. Rồi về không. Đập chính dễ mà. Gì vậy trời? Chính dễ mà. Thế giờ em tưởng đập 11 lên cấp 5 về không nghe còn tiếc chứ. Đập cấp 9 là nó dễ nhất trên đời luôn rồi đó anh Gốc. Nhắm mắt đập cũng lên nữa. Anh sao quá. Giảm sát thương 5 phản hồi. Để nhiều đồ quá. Phòng 3. Tin ơi. Rồi thôi. Chúng ơi. Ừ dễ cái quỳnh lắc anh nó ngốn 30 cặp lên chín kìa. Ừ sao không đưa em đập giùm cho. Đập chín dễ chết. Đập chín mà xịt tới xịt lui nữa thì thôi thua rồi. Làm gì nữa giờ. Chín không lên nữa thôi thua rồi đó. Tối nay là lên kinh ben 2 cộng 5. Là tối nay á hả? Tối nay mới mở á hả? Nhưng ơi. Xin con gồng 4 làm phát rồi. Xin con gồng làm phát 4 rồi. Ngứa nghề quá. Gồng ơi, ta tới đây. Xin con gồng 4 đập, đập gồng 4 chơi, em cũng ghiền đập gồng lắm. Ngọc gác hả? Hay ngọc ấy? Hay là bê sụt? Ngọc gác hả? Phải mọi người ngọc gác phải không? Ba mươi, 30 đúng không? Mỗi cái 30. 30 cụm các loại hả? Ồ vậy là có bê sụt luôn. Là nó vậy nè phải không? Ồ. Gà là gì, gà là gì? Thôi qua giờ Linh rồi các con chiên ơi. Tí đập. Qua giờ rồi. Chờ tí đi. Chờ tí đập cho xem. Không mấy mình cũng mua một con rồng. Rồi mình cũng đập lên 4 luôn sẵn. Chứ mà tại mấy hôm mình xài GF thì xài rồng đúng không? Đúng không, đúng không? Ừ GF cũng xài rồng mà. Thì xài GF thì đổi. Ừ. Mua đập sẵn để dành có xài chơi. Đêm nay nó mở gồm 5 Gimben là mình đập trong cu bin luôn á hả? Gimben là mình sẽ đập trong cu bin luôn đúng không? Cắm về nè. Để coi coi. Che đe. Hay là bấm vào che đe. À cho đem mít. À cho đem mít. Hiểu hiểu hiểu. Tối anh em chứ gồng mà lên 4 không? Anh em đoán xem.
Anh em đó xem con gầm mà lên 4 không? Chẳng những lên mà lên được ba cái win 2 là anh Thành nè. Chẳng những nó lên mà nó lên được tới ba cái win 2 là anh Thành, hiểu không? Nhà em giờ không có gì ngoài win 2 luôn á. Xịt hả? Bảy ơi, buồn ngủ rồi, bảy ơi, không phải em bậy rồi, em bấm sai rồi, con thiệt chứ, lạnh quá, lạnh quá, trời ơi em bấm sai rồi, em lộn rồi. Phải lộn rồi mọi người ơi. Chết được thiệt cái chứ. Bấm mà cũng bấm lộn nữa. Bệnh thiệt. Hết cứu. Chỉ có trời cứu phải này thôi. Ê, em xin 30 viên B coi. Cái đầu dữ như ta, em làm lộn rồi, em lộn rồi. Em hại em ơi. Em hại em rồi mọi người. Cái thùng đồ với cái chuồng lợn á. Ừ vậy chứ cái gì cũng xài được hết trơn á. Khi mà nhà bạn như một cái chuồng lợn, nhưng mà cái gì đây cũng có giá trị hết trơn á. Tại em cũng muốn nó là cái chuồng lợn. Nè em xin tin nè, đi tin nhanh đi em ơi, nhanh đi, nhanh đi, 30 lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, kéo không kịp nữa rồi, nhanh đi, 30 viên B. Ừ nó đâu rồi trời. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Kiểu này chết rồi. Lẹ đi. Em đâu? Cái gì nữa anh Bích Đú. Mệt mỏi thiệt chứ. Rồi trễ mẹ nó luôn rồi. Hết kịp rồi. Rồi xong luôn rồi. Quơ lại la. Nó lại la nãy giờ chờ nó 1 phút rồi chưa thấy nó lên. Lắp cái acc gì mà lâu dữ vậy. Chết tôi thiệt chứ. Giờ anh mới thấy á hả? Chán thiệt. Đập gồng 4, em đang đập gồng 4 đây nhưng mà bị lỗi kỹ thuật tí mà kêu tin nó vô, mà tin nó vô trễ quá nè. Chết tôi thiệt chứ. Vừa chạy vừa la, lại la. Mấy bạn chủ nhiều chứ trái cây lớn nhất tên này nè. Tao sẽ đạp mày. Gồng tôi nay hả? Không, em có cách đạp của em đạp theo cách của em mà. Em muốn canh Gobi nào. Ừ, em đạp để làm thêm con người ép. Khổ lắm, khổ lắm. Báo lắm mà, tin nó báo lắm mà. Báo giờ em phải ngồi em chờ nè. Không báo đâu đến nổi. Anh có con gồng 2 kìa, chi nữa, vụ gì nữa, vụ em gì nữa. Cái gì trên đầu hả? Banana. Banana. Nó nữa. Ngoan đang đợi giòn ba. Chơi. Chơi ghét anh Thành nhớ giòn ba của em luôn là hiểu rồi đó. Ám ảnh giòn luôn rồi. Anh Thành chắc ăn ám ảnh giòn luôn. Vẫn xịt. Chết tôi thiệt chứ. Vẫn xịt. Nãy giờ nó làm sao á ta? Em thấy nó làm sao á? Nó sai sai làm sao á?
Bị cay nha. Nốt phát cuối. Không lên nghỉ like. Úp. Nốt phát cuối nghỉ không nghỉ. Mệt quá. Kiểu đuối quá. Thì chứ chứ hơi đuối. Ủa đang đi đâu ạ? Bốt class. À thôi đập xong này đi bốt class được. Nốt con gầm. Móc một gồng mọi người ơi, khổ quá. Chờ tí đập nốt con gồng mới đi boss class nha. Còn một 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 tool nữa, xong luôn rồi. Ôi. Quá. Gì? Đổi hả? Đổi con gồng hả? Đâu đổi gì có thấy đâu má, gì tin mày ngáo hả, làm gì á, khỏi đi bot đi bà ơi, khỏi khỏi đi khỏi đi đi bot đi, chị đạp nó này không lên nó chị cũng qua chị đi bot cái lá rồi. Mua map cái kìa. Vẫn xịt. Thôi nghỉ đi. Xịt không à. Nghỉ đi. Nghỉ được rồi. Tốn quá. Đi bớt cái lá đi anh em ơi. Đi 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 đi. Phá cửa như đó được rồi. Không phá đâu. Chứ phá cửa luôn á. Gầm gớt không à. Tại anh gấu hết á. Báo anh gấu báo quá mà. Gấu suối. Chi không biết. Nãy người ta kêu đừng đạp rồi mà anh gấu kêu đạp 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 ăn luôn hả, tao ăn luôn kìa, u luôn ơi, ê, tao ăn xịt luôn. luôn á, hết rồi hả? Ủa đổi cho xong con chồng cho bắt rồi. Sao à? Vô rồi. Ờ giờ mới đánh nổi con này. Em nhớ cái đợt nó mới ra chờ tao nói em đi ngang quýnh em cái hiệu nhẹ em cái chú em. Ồ đồ kìa. Quá đồ rồi. Quá đồ quý vị ơi. Đi kiếm nữa hả? À, giờ mình đi kiếm nữa đó hả? Ủa sao tự nhiên ăn xong mà ao vậy? Chịu tập đi. Phải cái chưởng à. Em lên. Chịu tập lại. Tao vô rồi mình ta. Vô rồi mà sao kỳ vậy? Rồi. Calico. Bót nữa rải hả? Đụng vô người ép cũng được. Người ép thì chạy trước luôn cho chắc. Người ép không quấn được.
Đang quánh đầu cổng Galeon. Mấy ông kia chết hết gì ta? Mấy ông kia chết nhanh dữ trời. Ừ mạnh chết nhanh dữ à. Vậy vô cũ mạnh à. TPK với nó. Hay chết chân luôn. Quá hay à. Đây đâu rồi ta? Là boss đây nè. Quá dí. Ừ. Clear luôn. Xung này khỏe chứ nó hút mình mà mình quýnh nó chết mà nó mình cũng chết luôn ai thì quýnh đầu cổng đi ra chỗ lẹ. Để đây BK cho Trung Kim Giang cũng được. Đây có chục móng. Chưa được chục móng. Ai BK đầu rắc Leon nè. Đây BK thôi. Ủa đây ăn xong rồi hả? Ở đây nó ăn xong rồi. Ừ. Kim Long ăn rồi. Còn đâu nữa không? Ta mới cá đâu nữa vậy? Ăn nhện chắc. Để qua. À.
có triệu tập. Để sách bát triệu tập. Cậu rồi đó. Lên nè, tao đóng nè. Boss giờ máu cũng không trâu mấy nè. Nãy phá cho nó mà ăn chứ ăn không kịp hả? Tập trung đam bót thôi, kể nó đi nó không cướp được con này đâu. Câu này nó là hết rồi hả? Yeah. Ồ. Nó lắc rồi. Xong quá là nó lắc. Chết. Hai con luôn. Còn ai chết đâu? Ờ. Hết luôn hả? Ừ, ăn cái thang. Hình như hết boss luôn hay gì á? Chiến binh. Chiến binh vàng. Kim Long. Kim Long còn một con nữa. Chiến binh hoàng kim. Ủa Lâm còn 3 chứ. Chiến binh còn 1. Chiến Lâm còn 3, chiến binh còn 1. Đông quá mà. Con này giờ sao? Bây giờ hết từ bên này. Chết luôn hả? Okay, thôi kiếm con khác đi. Còn bên này đam nó cân bằng lắm, cho nên là nếu mà đông hơn thì còn quánh được, chứ mà ít hơn thì thua. Đam bên này nó cũng cân. Ba thằng cậu luôn. Phải. Há làm đi bộ lên. Ngồi chưa? Ngồi triệu tập chưa? Thở hết bên quên sạc vậy. Nhưng mạnh kéo đi đâu ta? Ờ. Ok.
Đó là đi. Đã em nhặt được cái chân con Vũ nè. Bốt vàng á hả? Không bốt vàng á hả? Đây là khỏe quá mà đều gặp con được ép tắt nắng. Ở dưới kia còn đang chiến binh kìa, bên kia còn đang chiến binh kìa. Đâu ta can thấy gì à? Ta can 2 chứ. PC chăm cặp bê sụt hả? Ngon à? PC chăm cặp bê sụt có lý nhờ. 12 phút nữa chị ơi, chết đi chết đi chết đi lên đi rồi kéo đi kéo mình đi mọi người ơi.
Để đây 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 để em cậu cho. Còn cậu đó, không thấy ai vậy? Đâu có, cậu được mà, nhưng mà ý là đi bộ hết hai gì mấy cha. Đi bộ rồi. Để chưa tập nè. Đó có thấy ai đâu. Những người khác thôi. Chạy đi đâu ta? Kiếm đâu ta? Khách lan còn. Khách lan còn nè. Cứ xe hả? Bây giờ hả? PC. Like nhiều gì ta? Anh em like cho mình nhiều gì ta? Đó là mới được like luôn. Thơm. Hình như có cái vé trong thùng đồ. Xá phúc nữa. 8 phút đi về xe chăm cặp bê sụt. Chắc dị quá.
Châu, Châu, mấy cái ạt này cũng đầy đồ, ít ỏi gì. Đi vô này, giờ bánh sao? Giờ bánh sao đây? Cái thành này có từ 16 cái cọc di tích luôn hả? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gì? Ai bóp mà mình ta chấp hết vậy? Phải có một mình ta chấp hết. Sao mấy ông này thích đặt tên Mayao Yawa ta? Là cái gì? Sao cứ đặt tên thấy vậy? Hết chục ông, hết năm ông đặt tên đó rồi á, sao quá rồi ghiền. Anh Chin, anh Chin, tao bắt anh Chin. Hello anh Chin, anh Chin lặn còn ghê hơn em. Em lặn rồi, em đã lặn rồi, em đã thợ lặn rồi mà anh còn lặn hơn em nữa. Gì tháng là 7 ngày hả? Đâu tháng này em mới lại có 2 ngày à. Bữa nay ngày thứ ba, bữa nay là ngày thứ ba đó chứ. Anh xin tại anh xin không có coi like em đều nên em làm biến like chứ, cỡ ngày nào anh xin cũng vô coi like của em đi, là em là đều lắm uy tín luôn. Thấy chơi đấu trường vô lý không? Sao anh có thể chạy được hay ạ? Ủa anh tên gì ta? Em thấy có anh nào ở trong liên minh cứ nhắn cho em anh đó tên Bát Giới, mẹ không biết Bát Giới là ai hết. Anh hỏi em nay không thấy chơi mụ nữa hả ngoan? Biết ai luôn, em cũng biết ai luôn. Xin ít mi mới là anh à? Vậy là cái đó là người khác hả? Vậy đó là ai ta? Nhiều quá không nhớ. Mà ví dụ như anh nói cái tên MU của anh ra thì em biết, còn cái tên trong liên minh em không có nhớ, mình nghe bên Bắc Giới thì nghe quen quen. Ok máy nữa, máy nữa. Anh xin hết cho mua rồi hả? Hay là còn chơi game cũ? Lâm chi mộng nay còn mở luôn á hả? Em chơi võ lâm chi mộng hồi năm em học lớp 9 á, giờ này còn luôn nè. Họ lại mở bản khác, bản bản mới chứ bản cũ của em chắc hồi xưa cái đợt đó em chơi là cái anh chủ tiệm net ngay chỗ em chơi là ổng cày võ lâm chi mộng đó. Tiền quảng bá nó luôn. Ổng cày em kiếm tiền á. À không chơi được bằng web nữa, chơi bằng launcher. Thì bây giờ game nó ra launcher không? Hồi xưa tải bằng web, mỗi lần lại tiệm net chơi toàn phải tải lại game không á, mệt. Không mà cũng sướng chứ, nó bấm vào cái web xong rồi nó sẽ có cái đường link, xong rồi chỉ cần down nó ra login xong rồi mình chơi luôn. Còn giờ lâu chơi tải về máy luôn thì chơi luôn mà là ôi đợt đó chơi net mà.
tắm cái ạt sợ đứa kế bên thấy. Ở cái chỗ Lâm Chi Mộng đó nó cùng thời với Ginny á, mà Ginny giờ nó mới bắt đầu nó quay lại. Dạ quá làm sao? Xích rưỡi này hả? Ủa xích này sao gọi là 2.5 trời? Xích là xích đứt. Đợt hôm em chơi với Lâm Chi Mộng cứ đăng nhập được 30 ngày là nó cho đồ á, đăng nhập đồ ngon lắm. Được thần thú này nọ luôn mà. Hôm em đăng nhập được con hổ xong rồi tới cuối cùng ngày 30 là nó cho vũ khí. Xong cái vũ khí đó là mình xài luôn cũng được, mình nâng lên cũng được. Không không thì mình tự mua kiểu gì đó. Lâu quá em chơi, lâu quá em cũng quên nhiều. Dạ, cái gì giữa má gì đá đau cái gì. Ấy đông quá, quá đông rồi, quá đông quá nguy hiểm rồi. Bên kia chết cũng nhiều ấy chứ, tại bên mình ít, tại bên mình ít á. Chứ tính ra là bên kia cũng có người chết, tại bên mình ít á, ít quá, quá đông, quá đau á. Kèm cặp base vượt qua tầm tay rồi. Bữa thấy định béo chơi nên vô chơi lại. À, đang chơi server mới. À, ok anh. Nó định bé, định bé tưởng tưởng định mà không thấy định của em đâu trơn ta. Thấy định mới nhớ. Định định ý định này đi đâu? Ủa. Con nói chơi cũng giải trí lắm á. Chơi bị vui chứ. Lâu quá mà cũng không chơi lại cái con game đó. Có thôi ốp này. Nghỉ đi mọi người ơi. Lâu quá là 2 tiếng mà buồn ngủ. Tao nói tao làm ngủ sớm á. Nó buồn ngủ thì thôi luôn á. Mai lai tiếp. Ốp ở đây mười. Mai rảnh là cô lai nhanh xin. Anh xin vô trễ quá. Ta lai nãy giờ 2 tiếng đồng hồ đó. Giờ mới vô. Ớt nha, bye bye anh em nha.